Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nhau đây với lòng tin tưởng vững vàng vào tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, vào quyền năng phục sinh. Chúng ta ngày hôm nay tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta món quà sự sống, và chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Ngài, dùng sự sống của chúng ta để mưu cầu sự sống đời đời trên thiên quốc. Chúng ta trong đức tin vững vàng này cầu nguyện cho những anh chị em đã ra đi trước chúng ta trong tháng các linh hồn này, nhất là những vị mà chúng ta sẽ tưởng nhớ đặc biệt trong thánh lễ ngày hôm nay, những vị có tên, những vị không có tên mà đã ra đi trong năm qua, từ tháng 11 năm ngoái tới tháng 11 năm này. Tất cả những linh hồn thân yêu này chúng ta không thể quên được, cho nên ngày hôm nay chúng ta tụ họp nhau đây để cầu nguyện cho họ. Họ đã hoàn thành hành trình dương thế, chúng ta cầu nguyện để cho họ được hưởng sự sống đời đời trên nước thiên quốc. Thì chúng ta cầu nguyện cho họ, chúng ta cũng cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho những anh chị em yếu đau bệnh tật được Chúa bổ sức để chuẩn bị tâm hồn để nhận được sự sống đời đời này. Giờ đây chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Đức Kitô Con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa. Xin cho những tín hữu đã qua đời, nhất là những vị chúng con tưởng nhớ cầu nguyện ngày hôm nay, được cùng Đức Kitô chiến thắng vẻ vang và muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là đấng tạo thành và giải thoát họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tiên tri Elia trỗi dậy lên đường đi Sarepta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi. Ông gọi bà và nói với bà rằng: "Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống." Đương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: "Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh." Bà thưa: "Có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám, tôi không có sẵn bánh. Tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây, tôi lượm vài que củi về, nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi." Elia trả lời bà rằng: "Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng với chút bột ấy, trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi. Sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Thiên Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất." Bà đi làm theo lời ông Elia. Chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Từ ngày đó, hũ bột không cạn và bình dầu không vơi như lời Chúa đã dùng Elia mà phán. Đó là lời Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi
bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Đức Giê-xu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra, chỉ là hình bóng cung thánh thật. Nhưng người vào chính thiên đàng để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần. Như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, người đã phải chết nhiều lần. Nhưng từ nay cho đến tận thế, người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để hủy diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xóa tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi người. Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công đường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền, là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta ngày hôm nay nhớ đến những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta.
Chúng ta nhớ lại đời sống của họ, nhất là những ngày cuối cùng. Đó là những ngày ốm đau, bệnh tật, yếu ớt trên giường bệnh. Và đời sống dường như là không có chất lượng. Người ta như thể bị đào thải, không còn hữu ích cho ai, chỉ là gánh nặng. Và ngày hôm nay Chúa đã bảo cho chúng ta, nhìn vậy mà không phải vậy. Câu chuyện bà quá nghèo, bỏ 2 đồng xu vào trong hòm tiền, đã cho chúng ta thấy những gì chúng ta nhìn vào những người ốm đau bệnh tật thật sai lầm vô cùng. Bà quá nghèo dâng cho Chúa những của ít ỏi, nhưng là đó là tất cả những gì bà có. Những người giàu dâng cho Chúa là những của dư thừa. Thì khi mà con đi thăm những bệnh nhân, họ yếu đau bệnh tật, hơi thở ngắn ngủi, mệt mỏi, nhưng mà hơi thở dài hay hơi thở ngắn, họ đều dâng cho Chúa qua những chuỗi mân côi, những lời kinh nguyện, những sự phó thác, cậy trông. Trong cơn bệnh, họ dâng tất cả những giọt sức sống còn lại để sống đức tin. Thật là đẹp lòng Chúa biết bao. Còn những người trong tuổi thanh xuân đầy sức sống, tiện thì đi lễ, không tiện thì thôi. Người ta dâng cho Chúa những thời gian dư thừa, không biết làm gì khác, cho nên mới đi nhà thờ. Thế ít nhất họ cũng đi được nhà thờ, nhưng mà thua xa những người yếu đau bệnh tật mà vẫn một lòng trông cậy vào Chúa. Khi chúng ta tưởng nhớ đến những người thân yêu chúng ta hãy nhìn vào những cố gắng của họ, thật là vui lòng Chúa. Họ không còn có khả năng đi làm, đi kiếm tiền, nhưng mà họ kiếm tiền được nhiều nhất trong gia đình. Họ dùng yếu đau bệnh tật của mình để kiếm biết bao nhiêu tiền thiêng liêng cho con, cho cháu, cho họ hàng, cho bạn bè, cho cộng đoàn, cho giáo hội. Những người yếu đau bệnh tật là những người lao động giỏi nhất, hiệu quả nhất, giàu có nhất. Cho nên khi chúng ta nhìn vào những người già nua, bệnh tật, yếu đau, chúng ta hãy trân quý. Như thể Chúa trân quý 2 đồng xu của bà quá ngày hôm nay. Và chúng ta học đòi theo cái gương đức tin của họ và nhìn lại chính mình. Mình chỉ nhừa cho Chúa những của dư thừa mà thôi. Những lúc rảnh rỗi, những lúc tiện lợi, những lúc không có gì cản trở hoặc bận biểu. Đó thì chúng ta hãy nhìn lại cái cách sống đức tin của chúng ta. Để ngày hôm nay khi chúng ta tưởng nhớ đến người thân yêu, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chính mình. Để chúng ta dùng cái đời sống ngắn ngủi ở dương thế này, luôn luôn làm đẹp lòng Chúa, dâng cho Chúa những của tốt đẹp nhất, những thời gian quý báu nhất, cho dù nó bất tiện, nó cực nhọc nhất. Để khi mà chúng ta sống một cuộc đời, cho dù khỏe, cho dù yếu, cho dù trẻ hay là già, cả cuộc đời chúng ta đều đẹp lòng Chúa. Thì khi mà chúng ta đã dùng cuộc đời ngắn ngủi này để làm đẹp lòng Chúa, thì chắc chắn rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sống không bao giờ dứt ở trên thiên quốc.
Giờ đây, chúng ta bắt đầu nghi thức tưởng nhớ các linh hồn. Xin anh Hải tắt đèn, xin mời Vũ đánh đàn. Thưa quý bà và anh chị em, xin Tony tắt cái đèn này đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhớ lại nhiều người thân yêu của chúng ta, nhớ lại những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã cảm nghiệm. Những người thân yêu của chúng ta đã được Chúa ban cho món quà sự sống, được sinh ra và đặc biệt là được ban cho sự sống vĩnh cửu, bắt đầu bằng bí tích rửa tội. Đây là biểu tượng bí tích rửa tội. Biểu tượng bí tích rửa tội này nhắc nhở khởi đầu của hành trình dương thế. Xin mời bí tích rửa tội. Nhờ nước thanh tẩy, người thân yêu của chúng ta đã được trở thành con Chúa, được rửa sạch tội tổ tông truyền, xiềng xích ma quỷ bị cắt bỏ và bắt đầu sự sống vĩnh cửu trong linh hồn. Sự sống Thiên Chúa này phát triển qua năm tháng và trở nên tràn đầy để người con của Chúa đây khi lìa cõi thế luôn luôn giữ nghĩa đẹp lòng Chúa. Và sau khi trải qua những năm tháng của cuộc đời, cuộc đời đầy sóng gió, đầy khó khăn, đầy thử thách, người thân yêu này đã phải lãnh nhận những vết thương, những bệnh tật, những đau khổ. Biểu tượng sức giàu bệnh nhân này chỉ cho chúng ta, Chúa không bao giờ bỏ rơi người thân yêu mà luôn đồng hành với người thân yêu của chúng ta trong những đau khổ của cuộc sống. Bằng những an ủi, bằng những ơn chữa lành, bình dầu bệnh nhân này là dấu chỉ của tình thương Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong những lúc đau buồn, những lúc bệnh tật. Bí tích sức dầu xoa dịu những nỗi đau, chữa lành những vết thương và bổ sức cho những yếu đuối.
đã giúp người thân của chúng ta có sức mạnh vác thập giá, là những yếu đau, những bệnh tật, những buồn bã, những lo âu của cuộc đời. Chúng ta nhớ lại những ngày tháng người thân yêu của chúng ta phải vật lộn với những thập giá của yếu đau bệnh tật, và Chúa luôn đồng hành với người thân của chúng ta. Và sau khi đã hoàn tất trận chiến ở dương thế, Chúa cất người thân yêu của chúng ta về. Đây là khăn trải quan tài. Khi người thân yêu của chúng ta được vào thánh đường dự thánh lễ lần cuối, thánh lễ an táng, khăn phủ quan tài này là dấu chỉ Chúa mặc lấy người thân yêu của chúng ta bằng quyền năng phục sinh của Ngài. Quyền năng của phục sinh này đã bắt đầu từ bí tích rửa tội và theo người thân yêu của chúng ta cho đến hết cuộc đời dương thế. Quyền năng phục sinh này sẽ hồi sinh người thân yêu của chúng ta trở thành sự sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Chúng ta nhớ lại ngày an táng người thân. Chúng ta cầu nguyện cho người thân yêu được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết, là Thiên Chúa của phục sinh. Ngài đã đánh bại sự chết để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta nhớ lại người thân yêu, chúng ta cũng nhớ lại lời hứa của Chúa và niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu Chúa hứa ban cho người thân yêu của chúng ta. Ba biểu tượng của cuộc đời trần thế, hành trình ngắn ngủi, đầy khó khăn, đầy thử thách, nhưng không bao giờ đơn côi, mà luôn có Chúa đồng hành từ đầu cho đến cuối. Tình yêu Thiên Chúa bao la luôn ủ ấp người thân yêu của chúng ta, nhất là lúc này khi mà đã khuất bóng. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Giờ đây chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn những người thân yêu, những vị có tên ngày hôm nay và những vị không có tên trong danh sách ngày hôm nay. Trước hết là chị Anna Maria Nguyễn Thúy. Sinh năm 1979, tạ thế ngày 27 tháng 11 năm 2020 ở California. Mỗi người thân sẽ cắm một bó hoa, đóa hoa để biểu tượng cho sự sống thế gian và đặc biệt là sự sống vĩnh cửu, biểu tượng cho sự nhớ thương. Chúng ta không bao giờ quên những người thân này của chúng ta. Kế đến là cụ ông Phêrô Đặng Văn Khai, sinh năm 1933, tạ thế ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại California, hưởng thọ 87 tuổi.
cụ bà Monica Trần Thị Huệ, sinh năm 1927, tạ thế ngày 20 tháng 12 năm 2020 tại California, hưởng thọ 93 tuổi. Ông cố Bernardo Trần Quang Tinh, sinh năm 1940, tạ thế ngày 18 tháng Giêng năm 2021 tại California, hưởng thọ 81 tuổi. Cụ bà Maria Phạm Thị Mơ, sinh năm 1934, tạ thế ngày 30 tháng Giêng năm 2021 tại California, hưởng thọ 86 tuổi. Linh mục Francisco Assisi Lê Quang Đăng, sinh năm 1943, tạ thế mùng 4 tháng 2 năm 2021 tại Việt Nam, hưởng thọ 78 tuổi. Ông Giuse Tống Văn Doanh, sinh năm 1945, tạ thế mùng 4 tháng 2 năm 2021 tại California, hưởng thọ 76 tuổi. Ông Giuse Phạm Ngọc Tự, sinh năm 1951, tạ thế ngày 18 tháng 2 năm 2021 tại Texas, hưởng thọ 70 tuổi. Thầy Gioan Bautista Nguyễn Văn Khắc, sinh năm 1953, tạ thế mùng 6 tháng Giêng tháng 3 năm 2021 tại California, hưởng thọ 67 tuổi. Cụ ông Vincente Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1939, tạ thế ngày 23 tháng 3 năm 2021 tại California, hưởng thọ 81 tuổi. Anh Huỳnh Ngọc Cao Minh, sinh năm 1972, tạ thế mùng 6 tháng 4 năm 2021 tại Arizona, hưởng dương 48 tuổi. Cụ bà Teresa Nguyễn Thị Ban, sinh năm 1935, tạ thế mùng 2 tháng 5 năm 2021 tại California, hưởng thọ 86 tuổi. Cụ ông Anton Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1940,
an táng ngày 14 tháng 5 năm 2021 tại California, hưởng thọ 80 tuổi. Cụ bà Maria Compton, sinh năm 1936, tạ thế ngày 22 tháng 5 năm 2021 tại California, hưởng thọ 84 tuổi. Cụ bà Maria Nguyễn Thị Hiên, sinh năm 1935, tạ thế ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại Việt Nam, hưởng thọ 86 tuổi. Cụ ông Đa Minh Trần Ngọc Huỳnh, sinh năm 1928, tạ thế ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại Việt Nam, hưởng thọ 93 tuổi. Ông Đỗ Đức Thi, sinh năm 1956, tạ thế mùng 3 tháng 8 năm 2021 tại California, hưởng thọ 65 tuổi. Bà Maria Nguyễn Thị Uy, sinh năm 1945, tạ thế ngày 13 tháng 8 năm 2021 tại Việt Nam, hưởng thọ 76 tuổi. Cụ bà Eva Tasedan, sinh năm 1934, tạ thế ngày 22 tháng 8 năm 2021 tại California, hưởng thọ 87 tuổi. Sơ Anna Nguyễn Thị Kim Hiên, sinh năm 1941, tạ thế ngày 23 tháng 8 năm 2021 tại Việt Nam, hưởng thọ 80 tuổi. Ông Giuse Nguyễn Thục, sinh năm 1943, tạ thế mùng 1 tháng 9 năm 2021 tại California, hưởng thọ 78 tuổi. Ông Giuse Nguyễn Văn Đối, sinh năm 1954, tạ thế mùng 7 tháng 9 năm 2021 tại Louisiana, hưởng thọ 67 tuổi. Cháu Joan Bautista Đặng Minh Đức Ryan, sinh năm 1999, tạ thế mùng 4 tháng 10 năm 2021 tại California, hưởng dương
22 tuổi. Cụ bà Teresa Nguyễn Thị Khuê, sinh năm 1931, tạ thế mùng 6 tháng 10 năm 2021 tại California, hưởng thọ 90 tuổi. Cụ ông Giuse Nguyễn Đình Kiên, sinh năm 1918, tạ thế ngày 13 tháng 10 năm 2021 tại California, hưởng thọ 103 tuổi. Những đóa hồng trắng này biểu tượng cho sự nhớ nhung, thương tiếc của người thân, nói lên rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên những người thân yêu này, cho dù đã khuất núi. Những kỷ niệm chúng ta vẫn giữ mãi trong tâm khảm và chuyển thành những lời cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện tin tưởng vào quyền năng phục sinh, sự sống vĩnh cửu, biểu tượng bằng màu trắng của những đóa hồng này. Lời kinh nguyện của chúng ta cũng là tinh tuyền trong trắng bay lên Chúa, để Chúa đẹp lòng lắng nghe và ban cho những người thân yêu này của chúng ta được sự sống đời đời. Chúng ta giờ đây quỳ xuống. Chúng ta đọc một kinh lạy cha, ba kinh kính mừng, một kinh sáng danh để cầu cho linh hồn của những người thân yêu này. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sang, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Chúng con cậy về danh Chúa nhân từ cho các linh hồn Anna Maria Nguyễn Thuy, Phêrô Đặng Văn Khai, Monica Trần Thị Huệ, Bernardo Trần Quang Tinh, Maria Phạm Thị Mơ, Thầy ca Francisco Assisi Lê Quang Đăng, Giuse Tâm Văn Doanh, Giuse Phạm Ngọc Tử, Joan Bautista Nguyễn Văn Khắc, Vincente Nguyễn Văn Tiên, Huỳnh Ngọc Cao Minh, Teresa Nguyễn Thị Ban, Anton Nguyễn Hữu Hùng, Marilu Compton, Maria Nguyễn Thị Hiên, Đa Minh Trần Ngọc Huỳnh, Đô Đức Thi, Maria Nguyễn Thị Uy, Eva Ta Sê Đan, Sơ Anna Nguyễn Thị Kim Hiên, Du Xe Nguyễn Thục, Du Xe Nguyễn Văn Đôi, Joan Bautista Đặng Minh Đức Ryan, Teresa Nguyễn Thị Khuê và Du Xe Nguyễn Thị Đình Kiên được đến chôn nghỉ ngơi. Xin mời cộng đoàn an tòa. Bật đèn. Xin mời ca đoàn hát bài dân lễ. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của
Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật chúng con dân để cầu cho các tín hữu Chúa đã qua lời, nhất là những linh hồn của những người thân yêu chúng con tưởng nhớ ngày hôm nay. Chúa đã cho họ được vinh dự làm con Chúa, xin cũng cho họ được ân thưởng trên trời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiêu tòa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi. Vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lấy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chớ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần cùng toàn thể đạo bên thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: ngày vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa Kitô, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thân phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Kevin chúng con, các Đức Giám Mục Phụ Tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa, nhớ đến những tôi tớ Chúa là linh hồn Anna Maria Nguyễn Thúy, Phêrô Đặng Văn Khai, Monica Trần Thị Huệ, Bernardo Trần Quang Tinh, Maria Phạm Thị Mơ, thầy cả Francisco Assisi Lê Quang Đăng, Giuse Tống Văn Duân, Giuse Phạm Ngọc Tự, Joan Baptista Nguyễn Văn Khắc, Vincente Nguyễn Văn Tiến, Huỳnh Ngọc Cao Minh, Teresa Nguyễn Thị Ban, Anton Nguyễn Hiểu Hùng, Marilu Compton, Maria Nguyễn Thị Hiên, Đa Minh Trần Ngọc Huỳnh, Đỗ Đức Thi, Maria Nguyễn Thị Uy, Eva Ta Sê Đan, Sơ Anna Nguyễn Thị Kim Hiên, Du Xe Nguyễn Thục, Du Xe Nguyễn Văn Đối, Joan Bautista, Đặng Minh Đức Ryan, Teresa Nguyễn Thị Khuê và Du Xe Nguyễn Đình Kiên, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những linh hồn của những người thân yêu này của chúng con đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ Ngươi, với Ngươi và trong Ngươi mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa kêu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn
đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa chấp nhận lễ tế chúng con dâng, xin mở lượng từ bi nhân hậu thương đến anh chị em tín hữu đã qua đời, nhất là những vị chúng con tưởng nhớ trong thánh lễ hôm nay. Nhờ bí tích thánh tẩy, Chúa đã ban cho họ phúc làm con Chúa, xin cũng được cho họ được hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính thưa quý vị, con xin có vài thông báo. Trước hết là xin quý vị nhiệt tình hưởng ứng bó hoa thiêng. Đó là những việc lành, những việc thánh thiêng liêng mà chúng ta làm. Xin quý vị lấy phiếu ở cuối nhà thờ ghi lại và chuyển về cho chúng con, để chúng ta có một bó hoa thiêng thật lớn dâng lên Thiên Chúa, để mừng các thánh tự đạo Việt Nam sẽ long trọng cử hành vào ngày thứ Sáu 19 tháng 11 tới đây, bắt đầu lúc 6:30. Và ngày hôm đó xin quý vị cũng thu xếp đến tham dự. Chúng ta có một buổi lễ rất là long trọng và rất là trang nghiêm. Chúng ta sẽ có suy niệm hoạt cảnh thánh lễ, cuộc rước, rước xương các thánh, và cuối cùng là có ẩm thực bún bò Huế. Thì xin mời quý vị hãy mời những người thân quen gần xa đến tham dự, để chúng ta cùng tạ ơn Chúa, vinh danh các vị tiền nhân anh hùng mà nhờ các ngài đổ máu mà Chúa chúng ta có đức tin ngày hôm nay, mà nhờ có đức tin này mà chúng ta có niềm hy vọng vào sự sống lại, để khi chúng ta đối diện với cái chết chúng ta không run sợ. Và nhờ đức tin này mà những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ giúp được những người thân yêu đã lìa cõi thế. Thì xin mời quý vị tham dự một lần nữa là 6:30 ngày thứ Sáu 19 tháng 11. Một tuần trước đó, cộng đồng sẽ mừng các thánh tự đạo Việt Nam, đó là 9:30 sáng, nếu em không làm 9:30 sáng phải không ạ? Tại nhà thờ 9:30. 9 giờ. 9 giờ tại nhà thờ St. Columban, cộng đồng sẽ mừng các thánh tự đạo Việt Nam ngày 13, thứ Bảy 13 tháng 11. Và bắt đầu từ tuần tới, các em thiếu nhi sẽ bán vé để mừng quan thầy, bán cơm thịt nướng gây quỹ 10 đồng một phần, bắt đầu từ tuần tới, và mừng quan thầy của các em vào ngày thứ Bảy đầu tháng 12, mùng 4 tháng 12. Thì xin mời quý vị chuẩn bị túi tiền để nhiệt tình hưởng ứng vé cơm của các em bắt đầu bán từ cuối tuần tới. Và sáng mai đó thì liên nhóm Cuộc Silo có buổi họp đầu tháng trong phòng họp 6B, nếu con không lầm, bắt đầu từ 7:30 sáng. Và cuối cùng là rất là quan trọng, tối nay quý vị hãy vặn đồng hồ ngược lại 1 giờ, nhất là những vị đi lễ sáng mai. Thì nếu quý vị không vặn đồng hồ sẽ thấy cửa nhà thờ vẫn còn đóng. Thì xin quý vị nhớ là đêm nay trước khi đi ngủ chúng ta vặn ngược đồng hồ ngược lại 1 giờ. Chân thành cảm ơn quý vị. Kinh lạy tổng lãnh thiên thần Mi-ca-ên, xin bảo vệ chúng con trong trận chiến, chống lại mưu sâu hiểm ác của quỷ dữ. Chúng con nài xin Chúa chê trì nó, và xin Ngài tân lãnh cơ binh trên trời, dùng quyền phép Chúa tống hạ Sa-tan vào hỏa ngục cùng các quỷ dữ khác đang rình mò khắp thế, hòng hãm hại các linh hồn. Amen. Có một điều con quên rất là quan trọng là con chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia và thực hiện buổi lễ ngày hôm nay thật là long trọng. Những vị đã cất lời ca tiếng hát, ca đoàn, những vị chuẩn bị các biểu tượng, các lễ vật, những vị set up những màn hình, hình ảnh, bông hoa, và các gia đình đã đến ngày hôm nay tham gia cắm bông, tham gia thực hiện các nghi thức biểu tượng và dân của lễ,
và tất cả những bằng hữu gần xa đã đến đây để chúng ta tham dự một thánh lễ thật là long trọng để nhớ và cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời. Thì con rất là cảm động và cảm kích sự hiện diện của tất cả quý vị. Và xin Chúa chúc lành trả công bội hầu cho tất cả quý vị. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen.